Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Dương lịch và chắc hẳn là nhiều người trong số chúng ta thì đã có những kế hoạch trong kỳ vui chơi nghỉ lễ này. Tuy nhiên dịp nghỉ lễ thường không thiếu các buổi liên hoan cùng với việc là ăn uống thả ga và dẫn đến tăng cân trong những ngày này là điều khó tránh khỏi. Do đó thì ngay sau Tết Dương lịch, nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ lại phải tìm cách để giảm cân ăn kiêng nhằm lấy lại vóc dáng. Bằng một trong những chế độ ăn kiêng mới có tên là tuyệt thực bằng nước hay còn gọi là water fast, trong đó kiêng mọi thứ trừ nước, trà và cà phê. Tuy nhiên thì các nhà dinh dưỡng học đã khuyến cáo rằng đây có thể là chế độ nguy hiểm nhất từng có bởi những tác hại mà nó có thể gây ra cho sức khỏe. Theo đó, người áp dụng trào lưu ăn kiêng này sẽ không ăn uống bất cứ thứ gì trong vài ngày, ngoại trừ ba đồ uống nói trên. Trên mạng xã hội Twitter, nhiều người tuyệt thực bằng nước đã khen ngợi phương pháp này khiến da dẻ họ trông thật tuyệt hay giúp họ có giấc ngủ ngon nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia đã so sánh giảm cân nhanh bằng nước với những tình trạng như là biếng ăn và cho rằng cần tránh cách ăn kiêng này bởi nó có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho nội tạng và đó cũng là lý do vì sao người mắc chứng biếng ăn có thể tử vong vì đau tim. Nếu áp dụng chế độ này lâu dài, người tuyệt thực bằng nước có thể thấy đói, mệt mỏi và khó tập trung vào bất cứ việc gì. Ngoài ra, nó còn đặc biệt nguy hiểm đối với những người có vấn đề về kiểm soát đường huyết như đái tháo đường type 2, hạ đường huyết và một số bệnh lý khác khi có thể gây ra hiện tượng chóng mặt, tim đập bất thường hay ngất xỉu. Trên thế giới thì có khá nhiều cách giảm cân kỳ lạ nhưng mà lại hiệu quả. Đầu tiên có thể kể đến đó là cách ngửi táo, ngửi chuối và bạc hà. Bởi vì nghiên cứu đã chứng minh là việc ngửi những mùi hương này thì giúp bạn giảm cảm giác đói đi. Và đó là do chúng tạo tín hiệu đánh lừa não bộ nghĩ rằng là cơ thể của bạn đang tiêu thụ thức ăn. Một cách đơn giản nhưng mà lại khá hữu ích khác đó là ăn trước gương khi mà giúp cắt giảm được 1/3 số lượng thức ăn tiêu thụ. Bởi vì gương sẽ nhắc nhở là bạn kiểm soát khả năng ăn uống và mà mục tiêu giảm cân mà bạn đã đề ra vậy. Vâng, nhiều người còn cho rằng thậm chí việc bật đèn sáng cũng có thể giúp bạn giảm cân. Thực tế đã chỉ ra rằng các nhà hàng thường sử dụng ánh sáng thấp để tạo ra bầu không khí lãng mạn, đồng thời khiến cho bạn tiêu thụ nhiều thức ăn hơn vì chúng làm giảm ức chế trong thời gian ăn uống.